Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tuonthi.com, nơi giúp các bạn học dễ hiểu và thi hiệu quả. Đây là video dành cho các bạn đang học môn tài chính doanh nghiệp của chương trình CPA Việt Nam. Và trong video này thì mình sẽ bắt đầu với cái chủ đề cốt lõi đầu tiên của môn học, đó là chủ đề về giá trị thời gian của tiền. Như trong video trước mình đã nói rằng cái chủ đề này nó không chỉ xuất hiện như một cái dạng bài tập riêng trong đề thi, mà nó còn là nền tảng ảnh hưởng đến hầu hết các cái chủ đề còn lại. Do vậy chúng ta sẽ cần học để hiểu thật kỹ bản chất của cái chủ đề này. Video thì sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất mình sẽ đi giải thích về bản chất và cái ứng dụng của giá trị thời gian của tiền. Phần 2 sẽ là về các công thức tính giá trị thời gian của tiền cho một số trường hợp đặc biệt. Và phần 3 chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái dạng bài tập điển hình liên quan trong đề thi CPA năm 2023 của môn tài chính. Hãy bắt đầu nha. Phần 1, bản chất và ứng dụng. Cái câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây là cái giá trị thời gian của tiền nghĩa là gì, hay tại sao nói tiền có giá trị thời gian? Thì giá trị thời gian của tiền nó được thể hiện rất là đơn giản, đó là 1 đô của ngày hôm nay sẽ có giá trị lớn hơn 1 đô trong tương lai. Do ít nhất là hai cái lý do chính sau. Thứ nhất, do lạm phát. Ví dụ xăng ngày xưa có 5-10.000 thì giờ là 15-20.000 hay 5.000. Và lý do thứ hai là do với 1 đồng ngày hôm nay thì bạn có thể sử dụng để đầu tư và kiếm tiền lãi, trong khi 1 đồng trong tương lai thì chỉ có 1 đồng thôi. Và chính bởi vì tiền có giá trị thời gian nên là khi mà chúng ta xem xét các cái dòng tiền phát sinh qua nhiều năm, chúng ta sẽ phải quy đổi các cái dòng tiền về cùng một thời điểm, có thể là cùng về thời điểm hiện tại hoặc là cùng về một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Và để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cần nắm được cái mối quan hệ giữa giá trị tương lai và giá trị hiện tại của tiền. Hãy hình dung theo cái trường hợp đơn giản nhất là ngày hôm nay bạn có 1 tỷ. Thay vì mua sắm các kiểu thì bây giờ bạn quyết định gửi tiết kiệm với cái lãi suất là 7% một năm. Vậy sau một năm bạn sẽ có số tiền là 1 tỷ nhân với cả 1 cộng 7% bằng 1,07 tỷ, trong đó 1 tỷ là tiền gốc, còn 0,07 tỷ là tiền lãi, đúng không ạ? Còn nếu bạn gửi thời hạn 2 năm với lãi suất 8% một năm, vậy sau 2 năm bạn sẽ có số tiền là 1 tỷ nhân với cả 1 cộng 8% nhân với cả 1 cộng 8% bằng 1.17 tỷ. Trong đó 1 tỷ là tiền gốc ban đầu, còn 0.17 tỷ là tiền lãi phát sinh cho thời gian 2 năm. Còn nếu mà bạn gửi thời hạn N năm với lãi suất cũng bằng 8% một năm, thì khi đó số tiền bạn nhận được sau N năm sẽ là 1 nhân với cả 1 cộng 8% tất cả mũi N. Thì trong cái tình huống này, 1 tỷ tại ngày hôm nay chính là cái giá trị hiện tại của khoản tiền. Và 1.07 tỷ sau 1 năm hay là 1.17 tỷ sau 2 năm hay là 1 tỷ nhân với cả 1 cộng 8% mũ n sau n năm, nó chính là cái giá trị tương lai của khoản tiền. Nếu như gọi R là cái mức lãi suất 1 năm và n là cái số năm gửi tiền, thì ta sẽ có công thức tổng quát cái mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai của khoản tiền là: giá trị tương lai sẽ bằng giá trị hiện tại nhân với cả 1 cộng R tất cả mũ N. Như vậy, khi chúng ta biết được giá trị tương lai, ta có thể tính được giá trị hiện tại và ngược lại. Biết giá trị hiện tại có thể tính được giá trị tương lai. Trong công thức này thì cái chỉ tiêu hay bị xác định sai nhất sẽ là chỉ tiêu N, tức là cái số năm phải tính lãi. Lý do là vì chúng ta thường hay bị nhầm lẫn về cái thời gian phát sinh dòng tiền, phát sinh khoản tiền. Ví dụ, nếu hiện tại là 1 tháng 1 năm X4, bạn gửi tiền đến năm 31 tháng 12 năm X5. Như vậy, tính ra là gửi hết năm X4 và gửi hết năm X5 tổng 2 năm. N sẽ bằng 2, đúng không ạ? Nhưng nếu chỉ đơn giản đấy là X5 trừ X4, thì khi đó N chỉ bằng 1, tức là chỉ tính lãi cho 1 năm. Tất nhiên, cái ví dụ ở minh họa mình vừa lấy nó khá đơn giản bởi vì cái khoản tiền nó phát sinh ngay đầu kỳ và cuối kỳ. Vậy, nếu như mà khoản tiền phát sinh vào giữa kỳ thì sao? Chúng ta sẽ xác định cái chỉ tiêu N như thế nào? Khi này thì các bạn sẽ cần phải xử lý theo cái quy ước về việc xác định thời điểm phát sinh dòng tiền hoặc khoản tiền như sau. Nếu như phát sinh vào đầu kỳ này thì sẽ được coi là đã phát sinh vào cuối kỳ trước đó. Còn nếu như mà phát sinh trong suốt một kỳ thì sẽ được giả định là phát sinh vào cuối kỳ đó. Như trong cái ví dụ vừa rồi thì cái khoản tiền gửi phát sinh vào mùng 1 tháng 1 năm X4 sẽ được coi là phát sinh vào cuối năm X3. Như vậy, khi mà xây dựng cái công thức tính giá trị tương lai của cái khoản tiền gửi này tại thời điểm đáo hạn 31 tháng 12 X5, chúng ta sẽ phải xác định N sẽ bằng X5 chữ X3 bằng 2 năm.
Thì từ cái quy ước này, các bạn hãy nhớ rằng là khi mà tính toán liên quan đến giá trị thời gian của tiền, chúng ta sẽ cần xác định trước cái thời điểm phát sinh của từng khoản tiền là đầu kỳ hay cuối kỳ, để từ đó xây dựng cái công thức tính phù hợp. Cũng chính vì cái quy ước này mà trong đề cương của hộ sẽ có chỗ phân biệt công thức tính khi dòng tiền phát sinh đầu kỳ và cuối kỳ. Nhưng mà theo mình thì làm như vậy nó không cần thiết, bởi vì nó sẽ dễ khiến chúng ta học thuộc máy móc và áp dụng sai công thức khi mà làm bài. Quan trọng là hiểu được bản chất của cái công thức tiêu chuẩn, sau đó tùy từng tình huống thì tự biến đổi công thức để sử dụng. Lát nữa sang cái phần 2 của video này thì mình sẽ nói chi tiết. Còn bây giờ thì mình sẽ muốn nói về cái ứng dụng của việc xác định giá trị thời gian của tiền trong cuộc sống cũng như trong đề thi CPA. Nói về cuộc sống hàng ngày trước đi. Căn bản nhất là khi mà chúng ta gửi tiền tiết kiệm thì chúng ta sẽ phải biết tính ra được cái lúc đáo hạn thì sẽ có bao nhiêu tiền. Chẳng hạn vào ngày hôm nay gửi 100 triệu sổ 1 năm, lãi suất 8%, vậy thì đáo hạn sẽ có 100 gốc và 8 triệu lãi, tổng là 118 triệu. Thì 100 triệu gửi ngày hôm nay nó chính là cái giá trị hợp lý của cái khoản tiền 108 triệu trong tương lai, và ngược lại, 108 triệu chính là cái giá trị trong tương lai một năm sau của 100 triệu ngày hôm nay. Hoặc khó hơn một tí là chúng ta lên cái kế hoạch tự do tài chính nghỉ hưu sớm, chẳng hạn định sau 10 năm nữa kiếm 100 tỷ thì nghỉ. Vậy thì cần phải tính xem là từ ngày hôm nay mỗi năm phải góp vào cái quỹ được bao nhiêu tiền thì sau 10 năm mới được 100 tỷ, đúng không ạ? Đó là từ góc độ đầu tư. Còn từ góc độ ta là người đi vay tiền người khác, ngày hôm nay vay ngân hàng 100 triệu thì phải tính được một năm sau cần trả cho ngân hàng bao nhiêu tiền cả gốc cả lãi. Cái tiền lãi vay nó chính là cái phần bù đắp cho cái việc mình sử dụng tiền của ngân hàng trong một năm. Cái này thì chắc bạn nào cũng biết. Nhưng mà cái ý nghĩa thực sự của nó này thì nó chính là cái phần chênh lệch trong giá trị của tiền giữa hai thời điểm, tức là chênh lệch giữa giá trị tương lai và giá trị hiện tại. Đấy là cái ứng dụng có thể kể đến trong đời sống. Còn trong đề thi môn tài chính của chương trình CPA thì ít nhất ta sẽ cần vận dụng kiến thức công thức tính toán giá trị thời gian của tiền trong bốn cái dạng bài tập sau. Dạng kinh điển nhất đó là dạng bài lập kế hoạch tài chính cá nhân, đề thi năm 2022, 2023 đều có. Tình huống kiểu như là mấy năm tới có con cái học đại học, giờ bố mẹ phải lên kế hoạch tiết kiệm tiền để nộp học phí, thì mỗi năm cần tiết kiệm bao nhiêu. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem chi tiết dạng bài này. Đặc thù của cái dạng bài tập này là thường yêu cầu kết hợp tính cả giá trị hiện tại và giá trị tương lai, cũng như là có sự xuất hiện của dòng tiền đều và dòng tiền không đều. Dạng 2 đó là đánh giá dự án đầu tư, kiểu là thực hiện một dự án thì mỗi năm cần bỏ ra từng này tiền, đồng thời sẽ thu được tiền ở một số năm nhất định. Như vậy có nên thực hiện dự án hay không? Đặc thù của dạng bài này là thường tính giá trị hiện tại và có sự xuất hiện của dòng tiền đều và dòng tiền không đều với cái thời điểm phát sinh dòng tiền khác nhau. Dạng bài thứ ba đó là dạng bài định giá cổ phiếu trái phiếu. Ví dụ là một trái phiếu có mệnh giá là như này, có dòng tiền như này thì giá phát hành là bao nhiêu? Đặc thù của dạng bài này là có sự xuất hiện của dòng tiền đều hoặc dòng tiền đều vô hạn. Dạng bài thứ tư là định giá doanh nghiệp. Định giá doanh nghiệp thì nói luôn là có nhiều phương pháp khác nhau. Một trong số đó là dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp. Thì khi đó chúng ta sẽ phải xác định dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp và tính ra giá trị hiện tại của nó. Thì đặc thù của dạng bài này là sẽ liên quan đến các cái thuật ngữ chuyên sâu về tài chính như kiểu là dòng tiền tự do. Thì trong video này mình sẽ đi giải thích về cách tính toán giá trị thời gian của tiền khi có sự xuất hiện của hai loại dòng tiền đặc biệt, đó là dòng tiền đều và dòng tiền đều vô hạn. Chúng ta sang phần 2 của video ngày hôm nay, đó là xây dựng công thức tính cho các cái dòng tiền đặc biệt. Đầu tiên đó là với dòng tiền đều, tức là dòng tiền đều đặn phát sinh hàng kỳ nhé. Ví dụ là hôm nay bạn gửi một khoản tiền tiết kiệm trị giá 10.000 đô với thời hạn 3 năm, lãi suất 10% một năm, thì như vậy bạn nhận tiền lãi hàng kỳ hay là hàng năm sẽ là 10.000 đô nhân 10% bằng 1.000 đô một năm. Như vậy thì cái 1.000 đô này chính là dòng tiền đều hàng năm của bạn. Yêu cầu đầu tiên ở đây là đi tính cái giá trị của tổng số tiền lãi bạn nhận được sau 3 năm ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Thì cái bản chất của cái yêu cầu này chính là chúng ta phải đi tính cái giá trị hiện tại của các cái dòng tiền đều từ năm 1 đến năm 3. Và khi này ta có thể tính theo hai cách. Cách 1, ta sẽ sử dụng công thức quy đổi dòng tiền chúng ta vừa học để quy dòng tiền từng năm trong tương lai về hiện tại, sau đó cộng lại với nhau. Cách này gọi là cách tính thủ công. Cụ thể, giá trị hiện tại của cái phần tiền lãi năm 1 sẽ là 1.000 đô chia cho 1 cộng 10% mũ 1 bằng là
909.09 đô. Giá trị hiện tại của tiền lãi năm 2 là 1.000 đô chia cho 1 cộng 10% tất cả mũ 2 bằng là 826.45 đô. Giá trị hiện tại của dòng tiền lãi năm thứ 3 là 1.000 đô chia cho 1 cộng 10% tất cả mũ 3 bằng là 751.31 đô. Cộng 3 cái giá trị hiện tại ngày vào, chúng ta sẽ ra được giá trị hiện tại của tổng tiền lãi nhận được sau 3 năm sẽ là 2.487 đô. Vấn đề với cái cách 1 này là khi mà dòng tiền đều kéo dài qua nhiều năm, ví dụ là 10 năm, thì như vậy ngồi cặm cụi là 10 phép tính chắc hết cả giờ, trong khi cái thời gian làm bài của chúng ta thì nó rất là ngắn. Chính vì vậy nên là trong trường hợp mà phát sinh cái dòng tiền đều qua nhiều năm, chúng ta sẽ thường sử dụng cái cách thứ hai này, cách rút gọn. Tức là theo cách này ta sẽ sử dụng một cái hệ số chiết khấu duy nhất gọi là hệ số chiết khấu dòng tiền đều, và viết tắt là AF, nó là viết tắt của cái từ là Annuity Factor. Cái cách này nó sẽ giúp chúng ta làm nhanh hơn rất là nhiều. Cụ thể thì cái hệ số AF để mà chiết khấu dòng tiền từ tương lai về hiện tại sẽ được xác định bằng công thức là AF thì bằng 1 trừ đi 1 cộng R mũ trừ N tất cả chia cho R. Áp dụng vào trong tình huống của chúng ta thì khi này ta tính ra được AF sẽ bằng 1 trừ đi 1 cộng 10% mũ trừ 3, sau đó chia cho 10% thì ra được là 2.487. Ta lấy cái AF này, ta nhân với cả cái dòng tiền đều là 1.000 đô thì ta ra được tổng cái giá trị hiện tại của tiền lãi sau 3 năm là 2.487 đô. Thì cái vấn đề ở đây là tại sao lại có công thức tính AF như này? Trong sách hay trong tài liệu nó sẽ không giải thích, bởi vì cái việc biến đổi ra công thức này nó hoàn toàn là biến đổi số học chúng ta đã học tối cấp 3. Khi làm bài thi thì chỉ cần nhớ công thức để áp dụng là được rồi. Ở đây thì mình sẽ giải thích nhanh cái cách biến đổi công thức để các bạn có thể hiểu được bản chất và làm tương tự cho các cái trường hợp khác. Giả sử hiện tại là năm 0 và chúng ta có dòng tiền đều phát sinh từ năm 1 đến năm N. Thì xuất phát từ công thức gốc để tính AF, nó là một cái hệ số chiết khấu tổng của tất cả các năm, nên nó sẽ được xác định bằng cái hệ số chiết khấu của từng năm từ năm 1 đến năm N cộng với nhau, như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì bây giờ để dễ biến đổi công thức, ta sẽ gọi V sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng R. Như vậy AF sẽ biến đổi thành công thức là V cộng V mũ 2 cho đến V mũ N, đúng không ạ? Thì bây giờ ta sẽ nhóm V ra ngoài, ta sẽ có AF sẽ bằng V nhân với cả 1 cộng V cộng chấm chấm đến V mũ N trừ 1. Sau đó ta cộng và trừ dãy số trong ngoặc với V mũ N. Thì khi này ta sẽ có AF sẽ bằng V nhân với cả 1 trừ đi V mũ N cộng với cả V nhân với AF. Biến đổi công thức này tiếp tục, ta sẽ ra được là AF nhân với cả 1 trừ V sẽ bằng V nhân với cả 1 trừ V mũ N. Tiếp tục biến đổi, ta sẽ ra AF nhân 1 trừ V sẽ bằng V nhân 1 trừ V mũ N. Sau đó chia cả hai vế của phương trình cho V thì ta sẽ ra được là AF nhân 1 trừ V chia V bằng 1 trừ V mũ N. AF nhân với cả 1 trên V trừ 1 sẽ bằng 1 trừ V mũ N. Lúc này ta sẽ lại thay V bằng 1 chia cho 1 cộng R vào phương trình. Ta sẽ ra được là AF nhân với cả 1 cộng R trừ 1 thì sẽ bằng 1 trừ đi 1 chia cho 1 cộng R tất cả mũ N. Từ đó suy ra được là AF mà nhân với R thì sẽ bằng 1 trừ đi 1 cộng R mũ trừ N. Suy ra AF sẽ bằng 1 trừ đi 1 cộng R mũ trừ N tất cả chia cho R. Đó chính là công thức mà mình vừa mới ghi ra để chúng ta tính toán lúc trước. Thì đó là cái cách mà chúng ta xây dựng được ra cái công thức tính AF tiêu chuẩn, cái hệ số chiết khấu dòng tiền đều về hiện tại tiêu chuẩn. Gọi là tiêu chuẩn tức là nó sẽ áp dụng cho các cái dòng tiền được phát sinh trong kỳ trong năm. Vậy nếu là dòng tiền phát sinh đầu kỳ thì công thức sẽ được biến đổi như nào? Các bạn sẽ thấy trong đề cương ôn tập của hội họ sẽ chia ra công thức tính đầu kỳ và cuối kỳ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nếu như là dòng tiền phát sinh mỗi đầu kỳ thì cái hệ số chiết khấu dòng tiền đều AF nó sẽ được biến đổi như thế nào.
Khi này, theo cái quy ước xác định thời điểm phát sinh dòng tiền đã đề cập, dòng tiền phát sinh đầu kỳ này sẽ được coi là phát sinh cuối kỳ trước. Do vậy, cái dòng tiền phát sinh đầu mỗi năm từ năm 1 đến năm N của chúng ta sẽ được tính là phát sinh từ năm 0 đến năm N trừ 1. Do vậy, cái hệ số chiết khấu tổng AF nó cũng sẽ bị thay đổi. Cụ thể, mình gọi là AF sao sẽ được xác định bằng 1 cộng với cả 1 chia cho 1 cộng R mũ 1 cho đến 1 chia cho 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1. So với cái công thức tính AF tiêu chuẩn mà chúng ta vừa xây dựng thì cái AF sao này nó sẽ thừa ra số 1 và thiếu 1 chia cho 1 cộng R tất cả mũ N, đúng không? Như vậy ta có thể biến đổi cái công thức tính AF để mà tính ra AF sao. Cụ thể ta sẽ có là AF sao sẽ bằng AF cộng 1 và trừ đi 1 chia cho 1 cộng R tất cả mũ N. Suy ra được là AF sao sẽ bằng 1 trừ đi 1 cộng R tất cả mũ trừ N tất cả chia cho R, sau đó cộng với cả 1 trừ đi 1 chia cho 1 cộng R tất cả mũ N. Tức là ta thay công thức tính AF vào công thức tính AF sao. Tiếp tục biến đổi công thức tính AF sao, ta sẽ ra được là AF sao bằng 1 cộng R trừ đi 1 cộng R tất cả mũ trừ N mà nhân với cả 1 cộng R. Nhóm cái 1 cộng R ra ngoài, ta sẽ ra được AF sao sẽ bằng 1 cộng R nhân với cả 1 trừ đi 1 cộng R tất cả mũ trừ N sau tất cả chia cho R. Thì các bạn thấy rằng là so với công thức tính AF tiêu chuẩn thì cái AF sao này nó sẽ có thêm cái phần 1 cộng R. Vậy thôi. Vừa rồi thì chúng ta đã đi tìm hiểu về cách xây dựng công thức tính hệ số chiết khấu tổng để mà tính ra cái giá trị hiện tại của dòng tiền đều. Vậy nếu cần tính giá trị tương lai của dòng tiền đều thì sao? Ví dụ là 3 năm tới bạn muốn đi du lịch vòng quanh châu Âu, do vậy hiện bạn quyết định trong 3 năm tới mỗi năm sẽ gửi tiết kiệm 1.000 đô vào ngân hàng, cái lãi suất là 10% một năm. Yêu cầu xác định số tiền bạn sẽ thu được vào cuối năm thứ 3 hoặc là đầu năm thứ 4, đều như nhau cả. Khi này thì cái bản chất của cái yêu cầu là chúng ta sẽ phải xác định cái giá trị tương lai của dòng tiền đều 1.000 đô từ năm 1 đến năm 3 tại cái thời điểm cuối năm thứ 3 hay là đầu năm thứ 4. Thì để mà xử lý cái yêu cầu này cũng sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là cái cách thủ công, tức là thực hiện tính giá trị hợp lý cho từng khoản tiền mỗi năm tại thời điểm cuối năm thứ 3. Ta sẽ có là cái giá trị tương lai của khoản tiền năm 1 tại thời điểm cuối năm thứ 3 sẽ là 1.000 đô nhân với cả 1 cộng 10% mũ 3 trừ 1 tức là mũ 2 bằng được là 1.210 đô. Giá trị tương lai của khoản tiền năm 2 tại thời điểm cuối năm thứ 3 sẽ là 1.000 đô nhân với cả 1 cộng 10% mũ 3 trừ 2 tức là mũ 1 bằng là 1.100 đô. Cuối cùng, cái giá trị trong tương lai của dòng tiền năm 3, khoản tiền năm 3 tại thời điểm năm thứ 3 sẽ là 1.000 đô nhân với cả 1 cộng 10% mũ 3 trừ 3 tức là mũ 0 bằng là 1.000 đô. Các bạn hãy nhớ lại cái quy ước về xác định thời điểm dòng tiền, bởi vì ở cái dạng tiêu chuẩn, cái dòng tiền phát sinh trong năm thì nó sẽ được coi là cuối năm. Do vậy trong cái năm thứ 3 này chúng ta tiết kiệm 1.000 đô thì cái số tiền này được coi là phát sinh cuối năm thứ 3. Do vậy không nhận được thêm tí lãi nào tại thời điểm cuối năm thứ 3 cả. Do vậy cái giá trị tương lai của nó vẫn chỉ là 1.000 đô mà thôi. Thì sau khi quy đổi từng năm rồi, chúng ta cộng tổng lại, ta sẽ ra được tổng cái giá trị trong tương lai của dòng tiền đều các năm từ năm thứ nhất đến năm thứ ba sẽ là 3.310 đô. Đấy là cách thủ công. Còn cách thứ hai, chúng ta cũng đi sử dụng cái hệ số chiết khấu tổng AF cho cái dòng tiền đều từ năm 1 đến năm 3. Khi này AF để mà tính cái giá trị tương lai của dòng tiền đều sẽ được xác định theo cái công thức là AF thì bằng 1 cộng R tất cả mũ N mà trừ đi 1 sau tất cả chia cho R. Áp dụng vào trong tình huống của chúng ta thì khi này cái giá trị trong tương lai sẽ bằng 1.000 đô nhân với cả AF, với AF thì được xác định bằng 1 cộng 10% tất cả mũ 3 sau đó tất cả trừ đi 1 sau đó tất cả chia cho 10% bằng là 3.31. Lấy 1.000 đô nhân với 3.31, ta ra được giá trị trong tương lai sẽ bằng 3.310 đô. Vấn đề ở đây là làm thế nào để ra được cái công thức tính AF như thế này.
Chúng ta sẽ làm theo cách hoàn toàn tương tự như khi xây dựng công thức AF để tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều thôi. Cụ thể, giả sử hiện tại là năm 0 và chúng ta có dòng tiền đều phát sinh từ năm 1 đến năm n, thì việc của chúng ta là xây dựng công thức tính cái hệ số chiết khấu AF để tính cái giá trị trong tương lai của dòng tiền này tại năm n. Xuất phát từ cái công thức gốc của AF, nó là một cái hệ số chiết khấu tổng nên nó sẽ được xác định bằng hệ số chiết khấu của từng năm từ năm 1 đến năm n cộng với nhau. AF thì sẽ bằng 1 cộng r mũ n trừ 1 cộng với cả 1 cộng r mũ n trừ 2 cộng dấu chấm cộng đến cả 1 cộng r mũ 1 và cuối cùng là cộng với 1 cộng r mũ 0. 1 cộng r mũ 0 là tương ứng với cái khoản tiền đều phát sinh năm n đó ạ. Thì để dễ biến đổi công thức này, ta gọi V bằng 1 cộng R. Như vậy AF sẽ bằng V mũ N trừ 1 cộng V mũ N trừ 2 cộng V mũ 1 cho đến cộng với 1. Bây giờ ta sẽ bắt đầu biến đổi cái phương trình này. Ta đồng thời cộng và trừ vế phải của cái phương trình với V mũ N. Sau đó nhóm V ra ngoài, ta sẽ có AF sẽ bằng V nhân với cả V mũ N trừ 1 cộng với V mũ N trừ 2 cộng chấm 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 cộng đến 1, sau đó cộng với cả 1 trừ V mũ N, tức là AF bây giờ sẽ bằng V nhân với cả AF cộng với cả 1 trừ V mũ N. Tại đây thì ta tiếp tục biến đổi hai cái vế của phương trình này thành là V mũ N trừ 1 sẽ bằng AF mà nhân với V trừ 1. Biến đổi hai vế của phương trình thôi. Suy ra được là AF sẽ bằng V mũ N trừ 1 chia cho V trừ 1. Lúc này, ta sẽ thay V bằng 1 cộng R vào. Ta sẽ có AF sẽ bằng 1 cộng R tất cả mũ N, sau đó trừ 1, sau đó tất cả chia cho R. Cái cách biến đổi còn dễ hơn là khi xác định AF cho tính giá trị hiện tại, đúng không? Và tương tự như khi xây dựng công thức AF để tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều thì cái công thức mà chúng ta vừa xây dựng này nó cũng là công thức tính AF tiêu chuẩn để tính giá trị tương lai của dòng tiền đều thôi. Nếu như mà dòng tiền phát sinh đầu kỳ thì khi này công thức nó sẽ có cái sự thay đổi. Khi này dòng tiền đều được coi là phát sinh từ năm 0 cho đến năm n trừ 1. Đúng không ạ? Bởi vì là phát sinh đầu kỳ này sẽ được coi là phát sinh cuối kỳ trước. Và do vậy ta sẽ phải tính giá trị trong tương lai của dòng tiền đều từ năm 0 đến năm n trừ 1 nhưng mà tại thời điểm năm n. Khi này thì cái công thức tính AF nó sẽ được xác định bằng tổng cái hệ số chiết khấu từ năm 0 đến năm n trừ 1. Theo đó cái AF sau sẽ được xác định bằng 1 cộng R tất cả mũ n cộng 1 cộng R tất cả mũ n trừ 1 cộng đến 1 cộng r mũ 1. Với 1 cộng r mũ 1 nó là cái phần hệ số chiết khấu cho cái năm n trừ 1. So sánh giữa công thức tính AF sao và AF tiêu chuẩn, ta sẽ thấy là AF tiêu chuẩn nó sẽ thừa ra 1 và thiếu 1 cộng r mũ n. Đúng không? Do vậy ta sẽ dựa vào AF để tính ra được AF sao. Cụ thể AF sao sẽ bằng AF trừ đi 1 mà cộng với 1 cộng r tất cả mũ n. Suy ra là AF sao sẽ bằng 1 cộng r mũ n trừ đi 1, sau đó tất cả chia cho r, sau đó trừ đi 1 và cộng với cả 1 cộng r mũ n. Tiếp tục biến đổi mẫu số và tử số theo các cái bước như trên màn hình, ta sẽ ra được công thức tính AF khi dòng tiền đều phát sinh đầu năm từ năm 1 cho đến năm n là bằng 1 cộng R nhân với cả 1 cộng R mũ N trừ 1 sau tất cả chia cho R. Thì so với công thức AF tiêu chuẩn, ta sẽ thấy là nó có thêm cái phần 1 cộng R, đúng không ạ? Thì đó là cái cách xây dựng công thức tính có giá trị trong tương lai và giá trị ở hiện tại đối với dòng tiền đều phát sinh hàng năm nhé. Bây giờ chúng ta hãy sang cái trường hợp đặc biệt tiếp theo của dòng tiền, đó là khi dòng tiền là đều vô hạn. Dòng tiền đều vô hạn là những dòng tiền đều mà không có ngày kết thúc. Giống như kiểu là trái phiếu chính phủ không có ngày đáo hạn ấy. Thì cái giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn nó sẽ được xác định theo công thức là PV bằng C chia cho R. Với C là dòng tiền đều vô hạn mỗi năm trong tương lai. Còn 1 trên R sẽ là cái hệ số chiết khấu của dòng tiền đều vô hạn.
Tất nhiên trong tình huống này thì AF sẽ bằng 1 trên R rồi. Thì vấn đề là lý do tại sao có công thức đó. Thì chúng ta cũng sẽ phải thực hiện biến đổi số học tương tự như trường hợp của cái dòng tiền đều thôi. Mình sẽ không giải thích chi tiết lại nữa, bạn nào tò mò có thể lên Google để tìm kiếm. Mình chỉ nói một chút là cái AF trong tình huống này nó sẽ là 1 chia cho 1 cộng R mũ 1 cộng chấm cho đến 1 chia cho 1 cộng R mũ N. Bởi vì N nó là cái số vô hạn nên ta có thể sử dụng công thức tính tổng của dãy số cấp số nhân lùi vô hạn và trừ đi 1 thì sẽ ra AF. Khi nào học về cái chủ đề định giá cổ phiếu trái phiếu thì chúng ta sẽ còn phải quay lại cái công thức này. Bây giờ chốt lại là chúng ta sẽ có 4 cái công thức cần ghi nhớ để xử lý dạng bài tập về giá trị thời gian của tiền trong đề thi CPA. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem một cái bài tập cụ thể thuộc dạng bài lập kế hoạch tài chính cá nhân để xem cách thức vận dụng công thức để xử lý tình huống ra sao nhé. Tình huống đưa ra là đề thi năm 2023, đề lẻ câu 4. Tình huống đưa ra như sau. Ông X thì đang tiết kiệm để con gái học đại học. Con gái ông X vừa tròn 10 tuổi và 8 năm nữa sẽ học đại học. Thời gian học đại học là 4 năm. Nếu hết 4 năm mà chưa tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp muốn học cái gì thì sẽ phải tự túc. Học phí và chi phí đại học hiện là 15.000 đô một năm, nhưng mà dự đoán sẽ tăng với tốc độ 3% một năm. Học phí và các chi phí khác sẽ phải trả vào đầu mỗi năm học. Cho đến nay, ông X đã tích lũy được 20.000 đô trong tài khoản tiết kiệm. Với cái kế hoạch tài chính dài hạn, ông X dự định tiết kiệm thêm 5.000 đô mỗi năm trong 4 năm tới. Sau đó, ông X cũng dự tính trong 3 năm kế tiếp sẽ tiết kiệm với 3 khoản tiền bằng nhau. Giả sử cái lãi suất trên thị trường nó sẽ bình ổn ở cái mức là 8% một năm. Yêu cầu đầu tiên là xác định chi phí mỗi năm học đại học và tổng các khoản chi phí học cho 4 năm học đại học tính về thời điểm con gái ông X bắt đầu học. Trước khi tính toán thì cái việc quan trọng nhất là phải phân tích tình huống. Con gái ông X hiện là 10 tuổi và sẽ đi học đại học khi 18 tuổi. Như vậy ta sẽ hình dung thời điểm hiện tại đang là N bằng 0, tức là năm 0. Và cô sẽ đi học đại học tại năm 8, tức là N bằng 8. Chi phí học đại học tại N bằng 0 là 15.000 đô và sẽ tiếp tục tăng với tốc độ 3% một năm. Đề bài sẽ yêu cầu xác định cái chi phí học mỗi năm của năm 8, năm 9, năm 10, năm 11 và tổng chi phí học 4 năm này tính về thời điểm ở năm 8, tức là N bằng 8. Bản chất của yêu cầu này là chúng ta sẽ phải đi xác định cái giá trị tương lai của cái khoản tiền học phí 15.000 đô này. Tại các cái thời điểm N bằng 8, N bằng 9, N bằng 10 và N bằng 11, sau đó chiết khấu hết về thời điểm N bằng 8 để tính ra cái giá trị hiện tại của tổng chi phí học đại học tại N bằng 8. Tình huống sau khi phân tích ra rồi thì cái việc tính toán rất là đơn giản. Trên màn hình mình đang để bảng tính kiểu Excel, còn trong lúc làm bài thi các bạn có thể viết công thức tính ra như sau. Tiền học phí năm 8 nó sẽ là cái giá trị trong tương lai của 15.000 đô tại thời điểm N bằng 8. Do vậy nó sẽ được xác định bằng 15.000 đô nhân với cả 1 cộng 3% tất cả mức 8 bằng là 19.001.55 đô. Tương tự cho tiền học phí 3 năm còn lại, chỉ thay N bằng 9, N bằng 10 và N bằng 11 thôi. Tính ra học phí của từng năm rồi thì bây giờ ta sẽ phải chiết khấu chúng về năm 8 để tính ra cái giá trị hiện tại tại thời điểm này. Cụ thể ta có cái hệ số chiết khấu của năm 8 sẽ là R bằng 1 chia cho 1 cộng với cả 8%, mũ 8 trừ 8 bằng 1. Hệ số chiết khấu của năm 9 là R bằng 1 chia cho 1 cộng 8%, mũ 9 trừ 8, tức là mũ 1, bằng là 0.9259. Hệ số chiết khấu của năm 10 sẽ là 1 chia cho 1 cộng 8%, mũ 10 trừ 8, tức là mũ 2, bằng là 0.8573. Và hệ số chiết khấu của năm 11 sẽ là 1 chia cho 1 cộng 8%, mũ 11 trừ 8, tức là mũ 3, bằng là 0.7938. Lấy cái khoản tiền phát sinh tại từng năm mà nhân với cái hệ số chiết khấu tương ứng, ta sẽ ra được cái giá trị hiện tại của khoản tiền tại từng năm sẽ là 19.001 đô chấm 55 của năm thứ 8, tương tự cho năm thứ 9 đến năm 11. Cộng tổng lại ta sẽ có được cái giá trị hiện tại của tổng chi phí học đại học tại thời điểm năm thứ 8, tức là N bằng 8, sẽ là 70.889.02 đô. Sang cái yêu cầu thứ hai là xác định tổng số tiền ông X đã tích lũy được trong 4 năm đầu tính đến năm con gái ông bắt đầu học đại học, tức là năm thứ 8.
Ta biết rằng là tại thời điểm hiện tại, tức là N bằng 0 thì ông đã có 20 đô tiết kiệm. Và trong 4 năm đầu, tức là từ năm N1 cho đến năm N4, ông sẽ tiết kiệm được có thêm 5.000 đô mỗi năm. Như vậy, cái bản chất của yêu cầu này là phải xác định cái giá trị tương lai tại N bằng 8 của dòng tiền phát sinh từ N0 cho đến N4. Trong đó thì từ N1 cho đến N4 sẽ là dòng tiền đều, mỗi năm 5.000 đô. Trên màn hình thì mình đang lập bảng tính theo cách thủ công, tức là tính giá trị tương lai tại N bằng 8 cho khoản tiền phát sinh mỗi năm, sau đó cộng tổng lại. Cụ thể thì ta sẽ có cái giá trị trong tương lai của khoản tiền năm 0 là 20.000 đô nhân 1 cộng 8% mũ 8 trừ 0 bằng là 37.018,6 đô. Với năm 1 sẽ là 5.000 đô nhân 1 cộng 8% mũ 8 trừ 1 tức là mũ 7 bằng là 8.569,12 đô. Tương tự cho năm thứ 2, năm thứ 3 và năm thứ 4. Ta sẽ tính ra được tổng cái giá trị trong tương lai của các khoản tiền phát sinh từ năm 0 cho đến năm 4 sẽ là 67.671,18 đô. Nhưng mà khi làm bài thi thực tế, nếu lập bảng tính như này nó rất là mất thời gian. Do vậy các bạn có thể làm theo cách 2, tức là áp dụng cái công thức hệ số chiết khấu tổng AF để tính cái giá trị trong tương lai tại năm 8 cho dòng tiền đều 5.000 đô từ năm 1 đến năm 4. Cụ thể, đầu tiên ta sẽ tính cái giá trị trong tương lai của dòng tiền 5.000 đô từ năm 1 đến năm 4 tại năm 4, tức là tại N 4. Ta có là giá trị trong tương lai bằng C nhân với cả AF, trong đó C là bằng 5.000 đô, tức là dòng tiền đều mỗi năm. Còn AF thì sẽ bằng 1 cộng 8% mũ 4. Tại vì N bằng 4 mà. Sau đó trừ đi 1. Sau đó tất cả chia cho 8% thì sẽ bằng là 4.5061, thì ta sẽ có được cái giá trị trong tương lai sẽ bằng là 5.000 mà nhân với cả 4.5061 sẽ ra được là 22.530,56 đô. Thì đây mới là cái giá trị trong tương lai của cái dòng tiền đều này tại thời điểm N bằng 4. Do vậy, ta sẽ phải tiếp tục quy đổi cái giá trị này về thời điểm N bằng 8, tức là thời điểm mà con gái bắt đầu học đại học, bằng cách ta lấy cái giá trị 22.530,56 đô ta nhân với cả 1 cộng 8% mũ 8 trừ 4 bằng là 30.652,58 đô. Tiếp theo, ta lại có được cái giá trị trong tương lai của 20.000 đô hiện tại ở thời điểm năm 8 là 37.018,6 đô. Cái này ta đã tính ngay từ thời điểm ban đầu rồi. Thì cộng hai cái giá trị này lại, ta sẽ ra được tổng cái giá trị trong tương lai tại N bằng 8 của các dòng của các khoản tiền từ năm 0 đến năm 4 sẽ là 67.671,18 đô. Các bạn có thể thấy rằng là hai cách tính sẽ cho ra cùng một cái kết quả. Sang yêu cầu thứ ba, xác định khoản tiền mà ông X dự tính bổ sung vào tài khoản tiết kiệm 3 năm cuối, tức là từ năm 5 đến năm 7, để đảm bảo trang trải chi phí đại học dự tính. Bản chất của cái yêu cầu này là chúng ta cần đi xác định giá trị của dòng tiền đều mỗi năm từ năm 5 cho đến năm 7, khi đã biết tổng giá trị tương lai tại năm thứ 8. Tại sao lại nói như vậy? Cái thời điểm được xác định là mức tính toán cho cả cái dòng tiền vào và dòng tiền ra ở đây là năm thứ 8, là năm con gái ông X bắt đầu học đại học. Tại yêu cầu 1, chúng ta đã tính ra được cái giá trị hiện tại tại năm 8 của tổng số tiền học cần phải có là 70.889,02 đô. Tại yêu cầu 2, chúng ta đã tính ra được tổng cái giá trị trong tương lai tại năm 8 của tổng số tiền ông đã có sau 4 năm là 67.671,18 đô. Như vậy, ta sẽ tính ra được cái giá trị trong tương lai tại năm 8 của số tiền cần phải bổ sung thêm trong 3 năm. Từ năm 5 đến năm 7 sẽ là 3.217,84 đô. Bài toán còn lại là tính ra được cái số tiền đều mỗi năm cần phải gửi tiết kiệm từ năm 5 cho đến năm 7. Thì ta gọi cái số tiền này là X. Ta sẽ tính ra được, ta sẽ xây dựng được cái phương trình tính giá trị trong tương lai của cái dòng tiền đều từ năm 5 đến năm 7 tại năm thứ 8 như sau. X nhân với cả 1 cộng 8% mũ 8 trừ đi 5 tức là mũ 3 cộng với cả X nhân với cả 1 cộng 8% mũ 8 trừ đi 6 tức là mũ 2 cộng với x nhân cả 1 cộng 8% mũ 8 trừ 7 tức là mũ 1 bằng là 3.217,84 đô. Giải phương trình này ta sẽ ra được x bằng 917,78 đô. Thì đây là cái cách mình giải theo cái kiểu thủ công của cách 1. Nhưng mà nếu như cái số 5 nó kéo dài mà
tính toán giải phương trình như này thì nó sẽ khá là mất nhiều thời gian. Do vậy chúng ta có thể biết thêm cách tính thứ hai, tức là sử dụng công thức hệ số chiết khấu tổng AF để tính ra được cái giá trị trong tương lai của dòng tiền đều từ 5 năm đến năm 7. Đầu tiên ta sẽ có cái giá trị trong tương lai của dòng tiền đều từ 5 năm đến năm 7 tại năm 7 là x nhân với AF, trong đó AF bằng 1 cộng 8% tất cả mũ 3, bởi vì là từ 5 năm, 5, 6, 5, 7 là 3 năm mà. Sau đó tất cả trừ đi 1 và tất cả chia cho 8% bằng là 3.2464. Tuy nhiên ta đang cần tính cái giá trị trong tương lai của dòng tiền đều này tại n bằng 8. Do vậy ta sẽ phải nhân thêm với 1 cộng 8% nữa. Do vậy ta sẽ có cái giá trị trong tương lai tại năm 8 của dòng tiền đều này bằng là x nhân với cả 3.2464 nhân với cả 1 cộng 8%. Thì cái công thức tính này nó sẽ được xác định bằng 3.217.84 đô. Và ta giải phương trình này ta sẽ tính ra được x bằng 917.78 đô. Thì đó là nếu như chúng ta sử dụng cách thứ hai. Trong trường hợp mà cái số năm phát sinh dòng tiền đều nó ít, nó chỉ có 2-3 năm thôi, thì các bạn cứ tính thủ công theo cách một cũng được, bởi vì nó sẽ đỡ bị gây nhầm lẫn khi chúng ta cố sử dụng công thức ấy. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong những cái vấn đề cốt lõi nhất về giá trị thời gian của tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.